Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo từ các bị cáo Đảng Anh Quân, tiến sĩ luật giảng viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng, và Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam. Riêng bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, hiện đang thi hành án tại một trại giam trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo bản án sơ thẩm vào tháng 9 năm 2023. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đảng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, cùng Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước và quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Qua quá trình xét hỏi tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Cụ thể, xét kháng cáo của Đặng Anh Quân, kiểm sát viên cho rằng tài liệu chứng cứ xác định bị cáo phạm tội theo điều 331 Bộ luật hình sự, đồng thời, mức án tòa sơ thẩm tuyên bị cáo 2 năm 6 tháng thấp hơn so với bị cáo Nguyễn Phương Hằng là phù hợp. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của ba bị cáo Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà, theo Viện Kiểm sát, vai trò giúp sức của ba bị cáo này hạn chế là nhân viên của bị cáo Nguyễn Phương Hằng.